Cái kèo X-Plus đang nâng cấp với app đào các bạn nhé. Hiện tại các bạn vào phiên khai thác mới, vào lại app thì các bạn phải có phần xác minh. Có lẽ do có một số tài khoản đã cheat cái dự án này, do đó là dự án đã đưa ra một số cái nâng cấp cái tính năng bảo mật của nó lên. Đó. Thì các bạn nhớ hoàn thiện ba cái nhiệm vụ này để có thể vào lại app đào, và cứ sau 24 tiếng thì lại vào claim một lần nhé các bạn nhé. Like, retweet, làm mọi thứ để có thể nhận được cái suất KC, à nhầm, sorry, nhận được cái suất claim sau 24 tiếng. Thì cứ làm thôi các bạn ạ. Like, team, đó. Thậm chí các bạn chỉ cần kích vào thôi, app nó cũng không hiểu là các bạn có làm hay không đâu. Đó, cứ kích vào. Đây các bạn xem nhé, mình kích vào xong mình thoát ra. Đây. Là nó sẽ tự động nó hiểu được rồi. Đó, các bạn thấy không? Rất đơn giản đúng không các bạn? Đó, confirm. À, cái này là mình làm rồi. Đấy, nhưng bạn nào chưa làm thì làm nó đơn giản thế thôi nhé các bạn nhé.